mời hai vận động viên Hoàng Quốc Việt của APEC, Trần Quang Hòa của Tràng An về bàn số 30. Mời hai vận động viên Hoàng Quốc Việt của APEC, Trần Quang Hòa của Tràng An về bàn số 30 để thi đấu. Trên bàn số 23, mời hai vận động viên Phạm Xuân Trường của Duy Hưng, Nguyễn Minh Phúc của Yên Bái về bàn số 23. Mời vận động viên Phạm Hồng Quân của Côn Sơn về ban tổ chức. Mời vận động viên Phạm Hồng Quân của Côn Sơn về ban tổ chức. Mời vận động viên Đinh Thị Hằng của Hải Dương về bàn ban tổ chức. Mời vận động viên Đinh Thị Hằng của Hải Dương về bàn ban tổ chức. Mời vận động viên Nguyễn Trung Kiên của nhà quan Hồ Huế về bàn ban tổ chức. Mời vận động viên Nguyễn Trung Kiên của nhà quan Hồ Huế về bàn ban tổ chức. Thank you.
trên mặt số 20 với hai vận động viên Trần Hoài Nam của những người bạn Sài Gòn, Hoàng Hải Đăng của Tràng An người bạn số 20. Mời hai vận động viên Trần Hoài Nam của những người bạn Sài Gòn, Hoàng Hải Đăng của Tràng An người bạn số 20 để thi đấu. Trên bàn số 19, 12 vận động viên Trần Minh Phát của những người bạn Sài Gòn, Hồ Nhật Tuấn của những người bạn Sài Gòn và bàn số 19, 12 vận động viên Trần Minh Phát của những người bạn Sài Gòn, Hồ Nhật Tuấn của những người bạn Sài Gòn và bàn số 19, 10 vận động viên Đinh Thị Hằng của Hải Dương về bàn 3 điểm trước, 10 vận động viên Đinh Thị Hằng của Hải Dương về bàn 3 điểm trước. Trên bàn số 12 mời hai vận động viên Thái Ngọc Trình của TNT, Vũ Văn Toàn của Bà Rịa Vũng Tàu và bàn số 12. Mời hai vận động viên Vũ Thái Ngọc Trình của TNT, Vũ Văn Toàn của Bà Rịa Vũng Tàu về bàn số 12 để thi đấu. Thank you.
trên bàn số 15 đồng đội Nam Hà Lê. Mời anh. Trên bàn số 1 thi đấu đồng đội Nam Hà Lê, mời hai đội câu lạc bộ Hà Tĩnh và Thiết bị Điện Hải Nam ở bàn số 1. Mời hai đội câu lạc bộ Hà Tĩnh, Thiết bị Điện Hải Nam ở bàn số 1 thi đấu đồng đội Nam Hà Lê. Trên bàn số 10, mời hai vận động viên Đỗ Tuấn Sơn của Hải Dương Sơn La, Nguyễn Ngọc Đông của Đức Việt Nam về bàn số 10. Mời hai vận động viên Đỗ Tuấn Sơn của Hải Dương Sơn La, Nguyễn Ngọc Đông của Đức Việt Nam về bàn số 10 thi đấu. Trận Đỗ Tuấn Sơn và Nguyễn Ngọc Đông sẽ đánh chậm lại một chút vì sáng nay trận đồng đội của Hải Dương Sơn La đánh một giờ nên là kết thúc. Mời hai vận động viên Đỗ Tuấn Sơn của Hải Dương Sơn La và Nguyễn Ngọc Đông của Đức Việt Nam về bàn số 10. Mời đội Đông Anh về bàn số 15 để thi đấu. Mời đội Đông Anh về bàn số 15 để thi đấu. Mời hai vận động viên Khổng Minh Hà của Xuân An, Nguyễn Lê Thúy Dương của Hà Nội. Về bàn số 27 thi đấu, mời hai vận động viên Khổng Minh Hà của Xuân An, Nguyễn Lê Thúy Dương của Hà Nội về bàn số 27 thi đấu.
Xuân An, giữ trung kiên của nhà quản phố Huế từ bàn số 23 để thi đấu. Mời trọng tài Long. Đề nghị các anh ngồi đằng sau bạn cũng cần hút thuốc lá đấy. Mời hai vận động viên Quân Quý Tài của Hải Dương ra, Phạm Thị Thiên Kim của Côn Sơn về bàn số 24. Mời hai vận động viên Quân Quý Tài của Hải Dương ra, Phạm Thị Thiên Kim của mời vận động viên Hồ Nhật Tuấn của những cái bạn Sài Gòn là số 19. Mời vận động viên Hồ Nhật Tuấn của những cái bạn Sài Gòn về bàn số 19 để thi đấu. Mời hai vận động viên Nguyễn Mạnh Hùng của Viettel, Ngô Thanh Hiếu về bàn số 18. Mời hai vận động viên Nguyễn Mạnh Hùng của Viettel, Ngô Thanh Hiếu về bàn số 18 để thi đấu.
Vâng anh. Ban tổ chức xin thông báo buổi tối ngày hôm nay yêu cầu tất cả các đoàn đưa vận động viên 7 giờ kém vệ đang có mặt ở trong ngày thi đấu để chuẩn bị làm lễ khai mạc buổi tối ngày hôm nay. Xin nhắc lại buổi tối ngày hôm nay yêu cầu tất cả các trưởng đoàn huấn luyện viên đưa vận động viên đến nhà thi đấu lúc 7 giờ kém 15 19 giờ kém 15 để chuẩn bị làm lễ khai mạc buổi tối ngày hôm nay. Thank you.
mời hai vận động viên Nguyễn Hoàng Long của Fantasy Book Trường Cô, Phạm Xuân Trường của Thế Đức về bàn số 22 để thi đấu. Mời hai vận động viên Nguyễn Hoàng Long của Fantasy Book Trường Cô, Phạm Xuân Trường của Thế Đức về bàn số 22.